Em Dũng Hương Hà Nội Audio xin được mến chào các bác và hôm nay là ngày Chủ nhật 26 tháng 3 năm 2023 Thì hôm nay em sẽ làm một cái video để giới thiệu và báo giá đến các bác những cái mẫu giải mã bên em Thế thì để vào uh, chi tiết video thì hôm qua thì cũng đã có một bác Bác đã đoán trúng hai cái số cuối của tờ tiền Thì cái bác đây là bác uh, Cường Nguyễn này Bác ấy mình đoán 74 thì em cũng đã comment lại cái bình luận của bác là chúc mừng bác đã đoán trúng và cái số tờ tiền hôm nay em đã mở ra đây số 74 nhá thì uh, bác sẽ liên hệ em với số zalo theo cái số này của em và các bác cũng như cái số hot này này vào tí em sẽ báo giá từng cái món hàng một thì các bác chốt được món nào thì uh, nhắn tin qua zalo hoặc là alo em số điện thoại của em là 0966723489 còn để vào cái phần quà ngày hôm nay thì hôm nay em sẽ lên cho các bác một cái phần quà để các bác dự đoán hai cái số cuối thì phần quà là một chiếc đồng hồ có biểu tượng con mèo rất đẹp để bàn cũng được hoặc là các bác để bàn học cũng được hoặc là đờ co phòng khách cũng được có cả chuông báo thức này Đấy, con này rất đẹp luôn chạy giờ chính xác nhá đây em cũng đang cho chạy bây giờ là 5 giờ 10 phút này thì em đã che đi hai cái số cuối của cái mã giấy mã số là QAB50 thì các bác sẽ bình luận cho em hai cái số cuối này nhé bình luận vào video này hai cái số cuối và ấn cho em nút like nếu các bác mà chưa đăng ký kênh thì cho em một nút đăng ký kênh và ấn cho em cái chuông thông báo đấy thì phần quà ngày hôm nay là một chiếc đồng hồ còn cái sợi dây quang này thì tí mai em sẽ mai ngày thứ hai thì em sẽ gửi ship đi cho bác khách và chỉ đợi bác liên hệ zalo thôi thì để vào, vào, báo giá chi tiết thì hôm nay em sẽ giới thiệu đến các bác hai chiếc đầu DAC của Hàn Quốc Make in Korea. Đấy, hai chiếc DAC. Chiếc ở dưới là Audio Check DR DAC2 còn chiếc ở trên là Audio Check DR DAC2 DX. Thì cái mẫu DAC2 và cái mẫu DAC2 DX hai cái model này thì về máy móc thì là không khác nhau, nó chỉ cái mẫu của DX này nó chỉ thêm cái cổng là cổng là optical out là cổng quang out còn các cổng vào thì giống nhau hết đều là có một cổng USB cổng quang và cổng đồng trục AV vào AV ra Đấy. hai con này chất âm cực kỳ hay máy thì sản xuất trực tiếp tại Hàn Quốc nha các bác nhé nguồn cũng là nguồn make in Korea luôn thì em cũng báo giá luôn cho hai các bác hai chiếc này nhé Hôm nay hôm nay là ngày chủ nhật thì em sẽ giảm giá sập sàn. Bớt chiếc này mỗi con 200 là còn 3 triệu ba Đấy mà duy nhất trong ngày hôm nay các bác xem được video này thì uh, chốt hàng thì alo cho em. Là 3 triệu ba một con tặng dây quang bảo hành 3 tháng này. Tiếp đến thì em sẽ giới thiệu đến các bác hai cái mẫu uh, CD và giải mã của Marang thì cái mẫu ở trên là một con âm ni dàn mini cao cấp với mã model là CDMCR611. Con này thì nó tích hợp rất nhiều chức năng hay. Chức năng mới nhất bây giờ. Ví dụ như đọc CD này. Đọc tất cả các loại đĩa CD. Nỗ USB này thì cắm được USB ổ cứng này. Đấy. Giải mã qua đưa hai đường quang. Đọc được file DSD. Và tích hợp Wi-Fi, Bluetooth, công nghệ không dây mới nhất kết nối điện thoại iPhone, iPod. Còn chiếc đầu ở dưới Marang CM6002 này Thì con này cũng về trong tình trạng là đẹp như mới nha các bác nhé Máy kèm khiển Hai con này đều máy kèm khiển zin Con Marang CM6002 thì em giảm 200 còn 5 triệu Con MCR611 này Đang 8 triệu rưỡi thì em giảm 1 triệu Còn 7 triệu rưỡi nha các bác nhé 7 triệu rưỡi Con này còn 5 triệu này Con này 7 triệu rưỡi này con Marang CM6002 thì em cũng nói thêm là con này thì nó chạy CD. MD và giải mã 24 bit từ đường quang TV. Con này cũng giải mã là 24 bit đường quang. Đấy thì con này CD của hai con này thì cực kỳ phổ thông và bây giờ em sẽ quay qua cái đằng sau của hai chiếc máy này. Em sẽ quay chiếc Marang CM6002 thì con này điện 100V, máy được sản xuất trực tiếp tại Nhật Bản 14W. Số CD của nó là 5418. cổng vào nó gồm có một đường quang này hai đường AV ra cùng một nút dành cho hai âm ni rất tiện luôn và con này là chỉnh được volume to nhỏ cả ba đường CD MD và giải mã tiếp đến thì em sẽ quay đằng sau là con MCR 611 này điện 100V 50 trên 60 hz máy mic in China 55W con này thì nó gồm có một đường audio out con này rất tiện là có thể con này kết hợp con này làm DAC để xuất đường audio around này, hai đường quang vào này. Kết hợp Wi-Fi Bluetooth này, hai lỗ USB này, cắm dây mạng này để kết nối không dây Apple Play, sở xem các loại uh, sở chem các phần mềm nhạc số như Spotify hay Tidal. Và đặc biệt thì con này nó có hai cầu ra đánh hai cầu độc lập 4 đến 16 ohm. Đấy. Rất tiện có cả đường sub out này, AV in này đầy đủ hết con 611 này thì 7 triệu rưỡi này đã xe còn 7 triệu rưỡi con Marang CM6002 thì là còn là 5 triệu tiếp đến thì em sẽ giới thiệu đến các bác một trong những mẫu đầu MD của tắt cam một trong những mẫu phòng thu nó có cả hai cái tay có hai cái lỗ này để bắt vào cái tủ rách của phòng thu con này là con MD giải mã độc lập giải mã không cần mồi Đấy, rất đẹp luôn em sẽ quay cái đằng sau luôn nhé Đây nó có cái đường ba lăng này Đấy, Rất khủng luôn mạch riêng biệt Một đường quang vào này Đằng trước có một đường quang là Hai đường quang vào AV vào AV ra và con này thì điện 100V Con này có thể các bác mua thì bên trong hệ thống mạch nó có chuyển cầu điện Sang 220V hoặc 120V Thì bác nào mua thì em sẽ chuyển cầu cho các bác Nếu không thì em cứ để 100V nguyên bản từ nhà sản xuất 56 50 60 13 w số series của nó. Ba số cuối là 224 này, lắp ráp tại China. Con này thì 3 triệu rưỡi nhá là cái giá cũ. Con này em giảm 500, giảm sâu 500 còn 3 triệu. Tặng đĩa MD dây quang bảo hành 3 tháng. Tiếp đến thì em sẽ giới thiệu đến các bác một trong những con Onkyo giải mã 24 bit sản xuất trực tiếp tại Nhật. Số series của nó là ba số cuối là 818. Con này dùng nguồn adapter 5V. Đường vào con này thì nó gồm có một đường là USB DC, kết nối laptop PC. Đấy giải mã lắp, giải mã từ laptop. Một đường đồng trục, một đường quang. Dùng nguồn 5V, một đường AV ra âm ly và một đường AV vào, có cả quang out để ra các thiết bị khác giải mã khác nữa. Đấy. 24 trên 96 nhé Con này rất đẹp luôn Con này kèm về hàng về kèm nguồn adapter zin Con này thì uh, máy của cả nguồn adapter zin và tặng dây quang Bảo hành 3 tháng thì cái giá con này đang từ 3 triệu rưỡi em sale 200 000 còn 3, ,3 triệu 3 nhé Đấy, giá cực kỳ tốt và em đã nựa giá để sale cho các bác để các bác chơi duy nhất trong ngày chủ nhật hôm nay tiếp đến thì uh, em sẽ giới thiệu đến các bác hai cái... hai chiếc đầu uh, Sony DPF 5100 nhiều bác cứ thắc mắc là con này nó chơi như thế nào thì bây giờ em giải thích thêm là con này nó chơi là đường vào nó gồm có một đường quang một đường input là analog rn dùng nguồn 9V máy được sản xuất trực tiếp tại Hàn Quốc Đây, dùng nguồn adapter 9V DP5100 và đường ra âm ly khác để làm giải mã thì con này nó đường 6 ni thì em sẽ tặng các bác một rách 6 ly và một rách 3,5 để ra AV để cắm vào âm ly con này chỉnh được to nhỏ này con này thì hai con này là triệu sáu nhá Tặng dây quang Tiếp đến thì em giới thiệu đến các bác cũng một con Cái chức năng nó tương tự như hai con này Nhưng mà nó lại không có lỗ ba, không có lỗ 6 ly mà nó lại ra hai lỗ 3.5 để, dành cho hai âm ly Đấy Sony DP1000 Con này thì được sản xuất tại Malaysia Đó. Đường vào của nó thì gồm có một đường quang Đấy, một đường này in đường 3.5 nay in dùng nguồn 9v này nó có rất nhiều chế độ Music, này chơi nhạc âm nhạc này cinema là chiếu phim này chỉnh được volume to nhỏ con này là 2 triệu các bác nhé em giảm 200 còn 1 triệu 8 đây em sẽ báo giá lại này bốn con này con tắt KMD350 à 301 MK2 con này là giảm 300 còn 3 triệu 2 này Đấy, 3 triệu 2 con này triệu 6 này con này giảm 200 còn 3 triệu 3 2, này con này giảm 200 còn triệu 8 này thì tiếp đến thì em vẫn giới thiệu đến các bác ba cái mẫu DAC mặt màu bạc con trên cùng là con Audio Technica 25D Con này thì Nó giải mã đường qua đường quang Xong xuất âm đường analog này Có cả đường quang in Và analog in Quang ao Máy được lắp ráp tại China và dùng nguồn adapter 12V Con này chất âm giải mã cực kỳ hay Con này là 3 triệu à, rưỡi các bác nhé Em sell 500 còn 3 triệu. Đấy. Audio Technica AHA à, 25D. chỉnh được volume này, Đấy, rất tiện. Tiếp đến thì em giới thiệu tiếp đến cho các bác một chiếc đầu à, DAC 32 bit của Japan Ratem UDAC 32R. Con này có màn hình hiển thị này. chỉnh được volume khi mình làm giải mã này. Cổng vào của nó thì gồm có một đường đồng trục, một đường quang, một đường kết nối laptop PC, ao đường analog và ao lỗ 6 ly đây. Đấy. Sản xuất trực tiếp tại Nhật. Con này thì 5 triệu rưỡi, em sale 500 còn 5 triệu nha các bác nhá. Cũng máy cũng kèm nguồn zin. Đấy thì những cái chiếc đầu DAC này em sẽ tặng các bác là dây quang. và tiếp đến thì em sẽ giới thiệu đến các bác một trong những cái mẫu model mà bán chạy nhất tại shop em nó là model tech ud 301 con này máy về trong tình trạng là máy màu bạc full thùng shop máy vào thùng trùng series giải mã 32 bit và dsd 2.8 đến 5.6 mhz và nó có chức năng là chỉnh volume Đấy. đường vào con này thì nó là bản thân nó là một con thuần DAC nên đường vào nó gồm có một đường quang, một đường đồng trục và một đường USB kết nối laptop. Đường ra thì gồm có hai đường ba lăng và AV RAM đi. Đây em quay luôn cái thông số cho các bác này. Điện 100V 50 60 hạt 10W. Số seri của nó là 0060270, sản xuất 2014, lắp ráp tại China. Đây nhá, số seri các bác nhá. Máy và thùng là trùng seri thì con này 8 triệu giá bình thường là 8 triệu 2 thì giá hôm nay em sale còn là 8 triệu giảm 200 tặng dây quang vẫn bảo hành cho các bác 3 tháng nhé 8 triệu tiếp đến thì à, em giới thiệu đến các bác một cái bộ giạt là Panasonic P mấy 90 cái bộ này thì là được sản xuất vào năm 2022 nó sử dụng loa ba đường tiếng bát nó tầm 13 12 13 gì đấy gân cao su này gần này Đấy. và con p mấy nó sử dụng có đường quang làm giải mã này cd này bluetooth này đọc usb đọc file dsd này chỉnh bát chép trực tiếp trên máy này máy về gồm có điều khiển zin và sách bộ này thì nó quá nổi tiếng rồi em sẽ sell từ 8 triệu xuống còn 7 triệu 7 các bác nhé 7 triệu 7 bộ này tặng USB tặng dây quang bảo hành 3 tháng cho các bác 7 triệu 7 Và tiếp đến thì em sẽ giới thiệu tiếp đến các bác những cái mẫu MD của Sony CD 3 trong 1 của Sony Thì em sẽ giới thiệu từng chiếc một là chiếc dưới cùng Đây là chiếc Sony MDS ZA 22 es Chiếc này thì nó Một trong những mẫu đầu MD cao cấp của hãng Rất đẹp luôn nha các bác nhé Rất đẹp luôn con này khay đĩa thò ra rất pro đồ rất đẹp luôn con này giải mã 24 bit mắt mũi phổ thông và tất cả những dòng Sony em đang bán ở nhà em đây đều mắt mũi phổ thông dễ thay thế hết chiếc này thì em đang bán là 7 ,8 triệu 8 này Đấy, em sale duy nhất hôm nay còn 7 ,6 triệu 6 nhé các bác nhá. tiếp đến thì em giới thiệu đến các bác hai cái mẫu MD của Sony JB920 hai mẫu này thì mặt phay nhôm này tất cả cái hàng bên này là đều là mặt phay nhôm còn cái hàng bên này thì là mặt nhựa sơn vàng gôn đấy, đấy em sẽ cho các bác phân biệt giữa cái mặt phay nhôm bao giờ nhìn nó sẽ sáng hơn cái mặt là nhựa sơn vàng gôn của hãng đấy. hai mẫu JB920 này em đang bán giá bình thường là 5 triệu 6 thì hôm nay em sale 400 còn 5 triệu 2 máy không có khiển thu phát tốt tặng dây quang tặng đĩa MD bảo hành 3 tháng đấy. cũng có tất cả những cái mẫu MD bên em đang bán đây đều có đường quang vào nhé để cho các bác chơi từ tivi và tiếp đến em giới thiệu tiếp đến là chiếc đầu MD ZA700 của Sony mẫu này cũng rất đẹp con này thì đang từ 4 triệu rưỡi xeo 500 còn 4 triệu này chiếc tiếp đến là chiếc đầu Yamaha MDX 596 cũng là con con đầu MD giải mã không mồi con này thì đang từ 3 triệu mốt xuống còn 2 triệu 7 Các bác nhé 2 triệu 7 Và bây giờ em sẽ giới thiệu đến các bác ba chiếc đầu CD3 trong một của Soli Con dưới cùng là con D40 Có CD, có MD, có giải mã 24 bit Con thứ hai đây là con D2 cũng CD MD đều giải mã 24 bit và con này là con D3. Đấy con D3 đây. Còn con ở đây là con V 1. Con này thì là con 2 ổ MD. Cũng giải mã 24 bit. Thì em sẽ báo giá luôn là con D3 này. Nó hơi bị xước ra mở cái cạnh này này. Một tí thôi. Con này em đang sale còn 5 triệu 8 nhá. Con D2 thì đẹp xuất sắc đẹp như mới. Là 6 triệu 3. ,000. Con D40 này thì là 5 triệu 7. Đấy. Còn con V 1 này. Con này 2, 2 ổ MD Con này là từ 6 triệu ba xuống còn 5 triệu 8 nha các bác nhá Đấy Và tất cả những mẫu model này Đều hoạt động hoàn hảo hết Không nỗi là một cái gì CD đọc không kén không vấp Đấy Đọc không kén không vấp Nên các bác yên tâm về chơi và mắt mũi phổ thông dễ thay thế Và máy móc bên em thì là Zin 100% nguyên bản không có nỗi lầm một cái gì cả Và cái cái sản phẩm cuối cùng này em giới thiệu đến các bác một chiếc đầu à, Marang NA8005 con này là con giải mã cao cấp rồi nó chơi tất cả công nghệ mới nhất bây giờ đọc ổ cứng này đọc USB kết nối laptop PC giải mã DSD từ 2.8 đến 5.6 MHz máy về trong tình trạng full thùng xốp và con này được sản xuất vào năm 2020 cực mới cực đẹp luôn đầy đủ phụ kiện khiển sách dây nguồn Chiếc này thì cái giá bình thường em đang bán là 16 triệu 500 cho một cái cho một chiếc đầu full box thì cái giá hôm nay em ưu đãi duy nhất ngày hôm nay là còn 16 triệu. 16 triệu tặng USB, tặng dây quang này. Cổng vào nó gồm có một đường laptop, một đường quang, một đường đồng trục. Đấy, AV vào, AV à, AV ra này. Quang và đồng trục ra này, cắm dây mạng này. Đấy, đường cắm dây mạng LAN nhé, con này không wifi cắm mạng LAN nhé. Số CD của nó là ba số cuối là 0087 30W điện 100V 50-60Hz Sản xuất 2020 Con này cũng máy và thùng là trùng seri Thì con này em sell 500 còn 16 triệu Thì về tổng quan những cái mẫu DAC bên em Thì các bác yên tâm là hàng hóa bên em đều là hàng 100% là zin nguyên bản không có sửa chữa Không có mông má và hàng hàng bên em là được trực tiếp em tuyển chọn từ bên Nhật và ship máy bay về thế nên là các bác cứ yên tâm sử dụng và cái chế độ bảo hành bên em thì là lỗi 3 tháng nếu trong vòng 3 tháng các bác dùng lỗi một đổi một đấy còn hỗ trợ kỹ thuật chọn đời sản phẩm cho các bác yên tâm sử dụng còn hàng bên em thì trước khi hàng em gửi đi em sẽ có video test đàng hoàng và hướng dẫn các bác sử dụng chi tiết còn bác nào mà muốn test chất âm từng sản phẩm thì cứ liên hệ với em theo cái số zalo đây cái số hotline và cũng là cái số zalo của em và em sẽ test từng đoạn video để gửi cho các bác nghe chất âm Đó. thì một lần nữa thì em cũng xin chân thành cảm ơn các bác chúc các bác cuối tuần vui vẻ